Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ hai, ngày 3 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe báo cáo, tờ trình và thẩm tra một số dự án. Ngày mai, hơn 25.600 thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Được ví như mạch máu của nền kinh tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics là tất yếu nhằm tối ưu hóa quy trình, tăng hiệu suất và giảm chi phí. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe báo cáo về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật công đoàn sửa đổi, thảo luận ở hội trường về các dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Với 7 mục tiêu tổng quát trong đầu tư xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, chương trình được kỳ vọng góp phần đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, củng cố sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật công đoàn sửa đổi. Ủy ban xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, quán triệt, thể chế hóa các quan điểm của Đảng bằng các quy định cụ thể của dự thảo luật, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hết sức quan tâm đến việc đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong việc tập trung phát triển về số lượng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò công đoàn cơ sở, thu hút và kết nạp được đông đảo hơn nữa người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam. Theo chương trình kỳ họp, từ ngày mai mùng 4 tháng 6 đến mùng 6 tháng 6 diễn ra phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa, thể thao và du lịch. Ngày mai, hơn 25.600 thí sinh của thành phố Hải Phòng sẽ bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Kỳ thi năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ ngày mùng 4, mùng 5 tháng 6 với 3 môn: Văn, Toán, Ngoại ngữ. Hôm nay tại tất cả các hội đồng thi của các quận huyện, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền có gần 1.150 thí sinh đăng ký thi và được chia làm hai hội đồng coi thi là Trung học phổ thông Ngô Quyền và Trung học cơ sở Ngô Quyền. Trong sáng nay, các hội đồng coi thi đều đã hoàn tất từ giao nhận đề thi, niêm phong, bảo mật đề thi, họp hội đồng coi thi, đến các công đoạn đảm bảo minh bạch trong thi cử và hỗ trợ để thí sinh có điều kiện thi thuận lợi nhất. Về cái bố trí thiết bị tại cái phòng lưu trữ đề và bài thi thì có camera đã được kiểm tra có đủ ngày giờ, rất là chuẩn xác khi thực hiện. Thế rồi là tại các phòng thi thì hệ thống camera của nhà trường đã được niêm phong, không thể thực hiện được cái việc soi chiếu. Thế rồi là các cái thiết bị khác cũng được niêm phong một cách nghiêm túc, thực hiện theo đúng các hướng dẫn của Sở Giáo dục Hải Phòng. Phòng thi bố trí rất là khoa học, thoáng mát, đảm bảo cái điều kiện để cho các thí sinh phát huy được cái năng lực sở trường mình để làm bài thi tốt nhất. Năm nay, quận Lê Chân có gần 3.050 thí sinh tham gia thi vào lớp 10 phổ thông trung học công lập với 5 hội đồng coi thi. Các hội đồng coi thi đều đã được phổ biến về quy chế, đảm bảo về các vấn đề an ninh, y tế. Các điểm thi đều đã niêm yết danh sách thí sinh và sơ đồ phòng thi. Đây cũng là cuộc thi quan trọng nhất của mình rồi. Cháu đến đây để cháu xem số danh với lại sơ đồ phòng thi, chuẩn bị trước. Mai có trường hợp gì đó thì mình còn có thể lường trước được và mình chuẩn bị mình xử lý được.
Phụ huynh đến đây để xem các cái chi tiết về phòng thi, khu vực cần thiết cho con trong kỳ thi như là khu vực y tế để hướng dẫn cho các cháu chủ động về kỹ năng cần thiết nhất. Khi không có mặt cha mẹ thì phải bình tĩnh và xử lý các cái tình huống sao cho khoa học nhất. Tại huyện An Dương, năm học 2024-2025, huyện được phân bổ hơn 2.930 chỉ tiêu trung học phổ thông với tổng số 65 lớp, tăng 265 chỉ tiêu so với năm học trước. Huyện có hai hội đồng coi thi là Trung học phổ thông An Dương và Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, tổ chức tại 4 địa điểm thi, 94 phòng thi. Đến thời điểm này, có hơn 2.160 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập, tăng 133 học sinh so với năm học trước, đạt tỷ lệ 65,5% trên tổng số gần 3.300 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong sáng nay, hai hội đồng thi Trung học phổ thông An Dương và Trung học phổ thông Nguyễn Trãi đã tổ chức họp phổ biến quy chế thi. Nhiều thí sinh đến trường kiểm tra thông tin, khảo sát thực tế, sẵn sàng cho bài thi đầu tiên vào sáng mai. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, tại các địa điểm thi đều bố trí lực lượng công an làm nhiệm vụ, huy động đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ học sinh. Các hội đồng thi đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và có phương án dự phòng cho các tình huống xấu. Nhà trường cũng đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhất phục vụ cho kỳ thi. Tất cả những cái phòng chức năng cũng như là tất cả những công tác chuẩn bị nhà trường đều đã hoàn thành trước khi có cuộc họp toàn thể hội đồng ngày hôm nay. Thế thì nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh, rồi là các thầy cô cán bộ coi thi về làm thi tại trường, toàn bộ cái hệ thống điện quạt, rồi là các cái hệ thống bàn ghế để phục vụ cho các em thí sinh là đều đã được chuẩn bị rất là chu đáo. Thế còn các thầy cô giám thị thì cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thầy cô giám thị có thể về làm thi thật là an toàn và hiệu quả. Để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng đã xây dựng phương án bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Theo đó, trong các ngày từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 6, ưu tiên cấp điện cho các hội đồng coi thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, ưu tiên cấp điện cho hội đồng coi thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Công ty cũng yêu cầu không cắt điện tại những nơi có điểm thi, trừ trường hợp xử lý sự cố, gửi danh sách các địa điểm thi và yêu cầu các điện lực liên hệ với các trường tổ chức thi để kiểm tra, rà soát, lập phương án cấp điện ổn định. Những ngày trước khi diễn ra kỳ thi, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng cũng đã lập kế hoạch kiểm tra lưới điện, đường dây, tình hình mang tải của các máy biến áp phân phối nhằm khắc phục các khiếm khuyết, bảo đảm cấp điện phục vụ kỳ thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các điện lực tăng cường chế độ trực vận hành, chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị dự phòng, phối hợp chặt chẽ với bộ phận trực điện các trường thi để xử lý nhanh các sự cố xảy ra. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 đã hoàn tất, sẵn sàng cho môn thi đầu tiên vào sáng mai là môn ngữ văn và chiều là môn ngoại ngữ. Một trong những lưu ý đối với các thí sinh là các em chú ý những vật dụng được mang vào phòng thi và những vật dụng không được mang vào phòng thi, tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả tốt. Vâng, và cũng trong mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố có sự điều chỉnh tăng về chỉ tiêu và bổ sung một số phương thức xét tuyển mới đáp ứng nhu cầu, năng lực của người học, ghi nhận tại trường Đại học Hải Phòng. Năm nay, trường Đại học Hải Phòng dự kiến tuyển sinh 3.200 chỉ tiêu cho 22 ngành đào tạo theo 5 phương thức tuyển sinh. Cơ bản, các phương thức vẫn giữ ổn định so với năm 2023. Tuy nhiên, có một số điểm mới cần lưu ý đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Năm 2024 thì trường Đại học Hải Phòng tổ chức xét tuyển bởi 5 phương thức tuyển sinh. Phương thức thứ tư đó là cái phương thức mà xét tuyển sử dụng cái kết quả kỳ thi đánh giá năng lực cũng như đánh giá tư duy của các cái trường, sẽ tạo cái cơ hội cho các cái em trong cái việc mà thuận lợi có các cái điểm để thực hiện cái việc xét tuyển nhà trường. Việc mở rộng phương thức xét tuyển sẽ tạo cơ hội cho thí sinh, đồng thời thu hút lượng thí sinh các tỉnh thành khác đến với trường Đại học Hải Phòng. Thời điểm này, việc xét tuyển bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm. Thực tế cho thấy, việc xét tuyển sớm cũng như tăng cường nhiều phương thức xét tuyển khác nhau giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển và lựa chọn được các ngành học yêu thích, đúng năng lực sở trường, giảm áp lực thi cử. Bởi ngay khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
từ ngày 18 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2024. Trong phần tiếp theo của chương trình, được ví như mạch máu của nền kinh tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics là tất yếu nhằm tối ưu hóa quy trình, tăng hiệu suất và giảm chi phí. Vất vả, thu nhập bấp bênh, nhưng nhiều hộ gia đình phường Bàng La, quận Đồ Sơn vẫn gắn bó với nghề làm muối, duy trì nghề truyền thống của địa phương. Thưa quý vị, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những đột phá về trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những biến đổi trong nhiều ngành, lĩnh vực, thay đổi cách con người tương tác với thế giới. Với Logistics, được ví như mạch máu của nền kinh tế, thì chuyển đổi số càng trở nên tất yếu, không chỉ để đáp ứng nhu cầu của thị trường, mà còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp thực hiện tối ưu hóa quy trình, tăng hiệu suất, giảm chi phí sâu rộng. Mới đây, một số tham luận tại diễn đàn Logistics vùng lần thứ 5 tại Hải Phòng cho thấy có đến gần 80% các doanh nghiệp đều cho rằng chuyển đổi số quan trọng với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Ngoài ra, gần 73% các doanh nghiệp dịch vụ Logistics coi đây là một trong những trụ cột chính để phát triển doanh nghiệp. Việc chuyển đổi số trong ngành Logistics nó không phải là một nhu cầu nữa, mà nó là một cái việc làm gần như là tất yếu để mà gia tăng cái sức cạnh tranh cho các cái hoạt động của các doanh nghiệp. Chuyển đổi số thì chắc chắn là để bắt kịp với xu thế, nhưng đồng thời cũng là để tối ưu hóa các hoạt động của mình và làm cắt giảm chi phí. Với Logistics thì chuyển đổi số, chuỗi cung ứng được thực hiện thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ để tối ưu hóa quy trình cung ứng, giúp quá trình này diễn ra nhanh hơn, chủ động và đáp ứng được khối lượng giao dịch lớn hơn. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã ứng dụng các thành tựu như phương tiện tự động lái ứng dụng AI, nền tảng công nghệ điện toán đám mây trong Logistics. Trong một số những cái đánh giá của như là Ngân hàng Thế giới về cái chỉ số hoạt động hiệu quả về Logistics, chỉ số cạnh tranh Logistics, việc chuyển đổi số là cũng là một thành tố rất quan trọng được ẩn ở trong những cái tiêu chí chẳng hạn như là giao hàng đúng hẹn hay là cái tiêu chí về truy xuất nguồn gốc. Nếu mà chúng ta có thể cải thiện, chúng ta có thể có chiến lược chuyển đổi số phù hợp để gia tăng cái hiệu quả cho các hoạt động của doanh nghiệp, thì chúng ta cũng cải thiện được các cái chỉ số về hoạt động Logistics của các doanh nghiệp cũng như là của Việt Nam chúng ta. Chuyển đổi số trong Logistics giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, tăng tính liên kết trong nội bộ tổ chức và giữa các bên trong chuỗi cung ứng, từ đó cải thiện hiệu suất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói riêng, của ngành dịch vụ Logistics và nền kinh tế nói chung. Nhiều doanh nghiệp dịch vụ Logistics tại Việt Nam hiện nay đã ý thức được tầm quan trọng và cũng cho thấy sự quan tâm tới chuyển đổi số, từ đó gia tăng nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp dịch vụ Logistics tại Việt Nam. Với mức cho vay tới 80% giá trị hợp đồng mua nhà, tối đa trong 25 năm, lãi suất 4,8% một năm không thay đổi trong suốt quá trình vay. Đây là chính sách an sinh ưu việt mà Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện giúp nhiều gia đình công chức, viên chức và người lao động có cơ hội mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, hiện nhu cầu mua nhà ở xã hội lớn nhưng nguồn cung còn hạn chế, người dân có nhu cầu khó tiếp cận được vốn vay. Theo số liệu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hải Phòng, tính đến hết tháng 4 năm nay, chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đạt tổng dư nợ hơn 270 tỷ đồng với gần 700 khách hàng còn dư nợ. Gia đình anh Hà Văn Hạnh ở thôn Tiên Đôi Ngoại, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng là một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn này và đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang như hiện nay. Trước năm 2023 thì cũng là ở cái nhà cấp 4. Thế thì cũng nhờ chính sách của nhà nước cho tôi có vay là được 500 triệu. Thì cũng cái tờ thủ tục thì cũng không có gì rườm rà cả. Thế mà cũng nhờ cái chính sách này gia đình tôi vay thì tôi cũng làm một ngôi nhà. Không thể phủ nhận những hiệu quả mà nguồn vốn từ chương trình cho vay nhà ở xã hội mang lại. Tuy nhiên, hiện nay số vốn của chương trình đang rất hạn chế. Ngoài nguyên nhân do những vướng mắc về thủ tục, thì việc thiếu nguồn vốn đang là trở ngại rất lớn cho tiến độ giải ngân. Nhu cầu đối với quận Ngô Quyền rất là lớn, vì nó có hai cái khu nhà ở xã hội, một là 384 Ninh Tông và cái kho 3 Lạc Viên. Nhưng mà hiện tại thì cái nguồn vốn của cho vay nhà ở xã hội đối với nguồn vốn trung ương
thì chưa được cấp mới. Đối với thành phố thì cũng đang làm thủ tục để xin nguồn ngân sách thành phố để chuyển sang ngân hàng sách cho hội cho vay. Nhưng mà đến thời điểm này thì cũng chưa có cái nguồn vốn của ngân sách thành phố. Theo tổng hợp nhu cầu vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Hải Phòng, tính đến hết tháng 3 năm nay, có 629 trường hợp có nhu cầu vay vốn, trong đó có gần 280 người là công nhân trong các khu công nghiệp. Tổng số vốn cần phải giải ngân là 379 tỷ đồng. Tuy nhiên, thiếu vốn đang là rào cản cho việc thực hiện chương trình tín dụng nhân văn này, đồng nghĩa với việc nhiều hộ dân vẫn phải sống trong những căn hộ xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ quan trọng được huyện Thủy Nguyên tập trung thực hiện, phục vụ cho việc đầu tư xây dựng thành phố Thủy Nguyên. Do vậy, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện đã phối hợp với các cấp ngành quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu pháp lệnh. Tính đến cuối tháng 5 năm nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đạt gần 6.600 tỷ đồng, bằng 228% dự toán năm. Trong đó, số thu từ các dự án của thành phố đạt gần 5.500 tỷ đồng. Số thu do huyện thực hiện đạt gần 900 tỷ đồng, bằng 31% dự toán. Một số khoản thu tăng cao như thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, các loại phí, lệ phí. Tuy nhiên, số thu từ đấu giá đất do huyện thực hiện và lệ phí trước bạ chưa đạt yêu cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thu trong những tháng cuối năm. Để mà phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ thu từ nay đến cuối năm, đặc biệt là chúng tôi cũng phải đáp ứng cái yêu cầu cân đối thu chi ngân sách để lên thành phố. Chúng tôi tăng cường cái công tác quản lý đối với khu vực doanh nghiệp, quản lý về hóa đơn, rồi công tác kiểm tra, rồi công tác đối chiếu xác minh hóa đơn, công tác xử lý nợ đọng. Thế rồi thì quản lý các cái dự án vãng lai trên địa bàn, công tác quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh. Rồi chúng tôi cũng triển khai một loạt các cái biện pháp liên quan đến như là hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền hay là hóa đơn bán lẻ đối với xăng dầu. Năm nay, dự toán pháp lệnh giao cho Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên thực hiện hơn 2.800 tỷ đồng. Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, đơn vị tham mưu kịp thời các tổ công tác chống thất thu ngân sách để xử lý các trường hợp nợ đọng thuế liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản. Đặc biệt, các doanh nghiệp nợ đọng thuế kéo dài, đề xuất với Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên thu hồi đất đối với một số dự án chây ì, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số để góp phần hoàn thành nhiệm vụ của huyện và của ngành. Tiếp sau đây là một số tin vắn đáng chú ý. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố tốc độ truy nhập Internet tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, dữ liệu đánh giá tốc độ băng rộng cố định, băng rộng di động của từng doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố và trên cả nước trong giai đoạn 12 tháng. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý theo số liệu thực tế về chất lượng truy nhập Internet, góp phần thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam. Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa đăng tải công khai hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An, tại đường link s.net.vn/cxce, nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực tốt nhất, với mục tiêu xử lý 1.000 tấn rác sinh hoạt một ngày và phát điện khoảng 20 MW. Dự án với tổng mức đầu tư 2.499 tỷ đồng này được coi là mang tính đột phá chiến lược của thành phố, góp phần kiến tạo một Hải Phòng xanh, năng động, phát triển bền vững. Theo kế hoạch thì từ chiều nay, 4 ngân hàng nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank sẽ triển khai bán vàng miếng SJC cho các khách hàng cá nhân. Cùng với 4 ngân hàng trên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cũng sẽ tham gia mua vàng từ ngân hàng nhà nước để bán trực tiếp tới người dân. Về giá bán vàng, căn cứ vào giá mua vàng miếng từ ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC sẽ xác định và công bố giá bán vàng miếng SJC trên website. Mức giá bán là thống nhất giữa 4 ngân hàng và hoàn toàn công khai. Trong thời đại 4.0, rất nhiều công việc có thể được xử lý từ xa thông qua nền tảng mạng Internet. Điều đó đã tạo ra một xu hướng làm việc đang thịnh hành trong giới trẻ hiện nay, đó là làm việc tại nơi công cộng. Chỉ cần có một nơi để ngồi, một chiếc bàn và hệ thống ổ cắm điện cùng với mạng Wi-Fi ổn định, là rất nhiều người đã có thể xử lý được công việc của mình trên chiếc máy tính cá nhân dù ở bất kỳ đâu.
Đối với những người mà làm việc online thì nó cũng yêu cầu không quá khắt khe về mặt thời gian. Thì mình thấy rằng là nếu mà cần xử lý công việc, xử lý công việc gấp thì gần như là hiện tại với cái xử lý các cái công việc riêng gọi là một cách thuận lợi, gần như mọi lúc mọi nơi. Còn liên quan đến về mặt không gian thì mình thấy nó cũng rất là tốt. Và tới trẻ bây giờ thì hầu như họ sẽ ít yêu cầu khắt khe về cái mặt gọi là phải ngồi những cái nơi nào mà quá là yên tĩnh. Nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn ngồi ôn bài tại những nơi công cộng vì những ưu điểm nhất định. Em với bạn em ra đây thì nó sẽ khá là thoáng mát, rộng rãi, thuận tiện. Và internet ở đây thì nó cũng khỏe và dễ dàng truy cập để tải các tài liệu hơn. Ra đây là sẽ thoải mái hơn, bởi vì việc ở nhà thì thường là sẽ học một mình. Ở thư viện thì sẽ phải giữ trật tự một cách gần như là tuyệt đối để cho các bạn khác còn phải học, thì sẽ không thể thảo luận một cách tự nhiên được. Tôi đã vừa tranh thủ hoàn thành xong một phần công việc của mình. Bên cạnh những công việc vẫn cần phải thao tác và vận hành trực tiếp, thì ngày nay có rất nhiều vấn đề chúng ta có thể giải quyết từ xa thông qua hình thức trực tuyến, chỉ với một chiếc laptop hay một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet. Do đó, làm việc tại nơi công cộng trở thành một xu hướng đang rất thịnh hành hiện nay. Phường Bàng La, quận Đồ Sơn trước đây được biết đến với nghề làm muối. Theo thời gian, nhu cầu của thị trường ngày càng bị thu hẹp, công việc của diêm dân vất vả khi thời điểm nắng nóng lại ra đồng làm việc. Sản phẩm phụ thuộc nhiều vào thời tiết mà thu nhập lại bấp bênh, nên số hộ gia đình bám trụ lại với nghề này không nhiều. Với những gia đình diêm dân còn lại, mong muốn lớn nhất của họ là duy trì và phát huy giá trị nghề truyền thống của địa phương. Trưa, trời nắng như đổ lửa, nhưng cũng đã thành thói quen. Bà Phạm Thị Uông ở tổ dân phố Trung Lập Đại Phong, phường Bàng La ra cánh đồng muối của gia đình để chuẩn bị các công đoạn làm muối. Trước các cụ như thế nào thì bây giờ các con cứ phải theo vậy. Bây giờ làm không đi làm công ty công dạy nữa, ở nhà cứ đầu tư làm muối đây ra. Đấy gọi là làm đây được đấy được bao nhiêu đâu. Nên muối năm nay làm ăn nó cũng kém lắm. Nghề làm muối nhọc nhằn là thế, vất vả là thế, thu nhập cũng không được nhiều, nhưng những diêm dân như bà Uông vẫn giữ gìn từng chút để tạo nên những hạt muối chất chiêu từ biển cả. Hiện nay cả phường Bàng La chỉ còn chưa đầy 10 hộ gia đình đang cố lưu giữ nét nghề truyền thống của địa phương, của gia đình. Là nghề làm muối có từ đời xưa, tức là chúng tôi theo đến đời chúng tôi là đến nay là khoảng 50 năm rồi. Bây giờ nó hiện đại hơn, nó nhàn hơn, nhưng mà thời tiết bây giờ nó là không ổn định, nó cứ một hai ngày nắng nó lại tiếp tục nó mưa, nó không như ngày xưa. Ngày xưa nó nắng hàng tuần, có thể là muối có thể là từng kho một gia đình có thể mua hàng tấn. Các hộ thì cũng tiếp tục duy trì cái ngành sản xuất của địa phương. Bên cạnh đó thì cái việc sản xuất của địa phương cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là đối với cái hộ sản xuất có cái diện tích muối. Tổ chức hội chúng tôi thì cũng kiến nghị đối với các cấp các ngành quan tâm đối với lại các cái hộ mà còn cái diện tích sản xuất muối của địa phương, đặc biệt là quan tâm đến cái hệ thống thủy lợi, đặc biệt là cái việc lạo vét các cái kênh mương phục vụ sản xuất cho các cái hộ có cái diện tích sản xuất muối của địa phương. Hạt muối luôn gắn liền với thời tiết. Tuy nhiên những năm gần đây trước sự biến đổi của khí hậu, thời tiết diễn biến khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến nghề muối và tác động trực tiếp đến đời sống của diêm dân. Về lâu dài, rất cần có sự quan tâm động viên, hỗ trợ của các cấp ngành có liên quan để diêm dân yên tâm giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của địa phương. Thời tiết nắng nóng, trẻ em được nghỉ hè, nhiều gia đình dùng máy lạnh, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng là nguyên nhân gây các bệnh về đường hô hấp cho trẻ. Bởi vậy, phòng bệnh mùa hè cũng như đưa trẻ đi khám và điều trị kịp thời là rất quan trọng để bệnh không trở nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Bệnh nhân Phạm Quỳnh Trang, 5 tuổi, ở xã Đài Hà, huyện Kiến Thụy. Bé bị sốt ly bì ở nhà 3 ngày. Gia đình không cho đi bệnh viện mà chỉ ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt về cho uống. Nhưng bé không ngắt sốt mà ho nặng hơn và khó thở. Lúc này, gia đình mới cho bệnh nhân nhập viện điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán
bé bị viêm phổi cấp. Cháu sốt cao thì cứ uống thuốc hạ sốt, cứ hết 4 tiếng cháu lại sốt. Thì em thì cho cháu vào nhập viện, thì bác sĩ cho tiêm và cho cháu uống thì cháu cũng đã đỡ, mà bệnh tình cháu cũng tiến triển rồi. Tương tự, em Đoàn Quỳnh Như, 11 tuổi, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, bị ho, sốt. Gia đình cũng cho uống thuốc 3 ngày tại nhà, nhưng không khỏi. Đến khi xuất hiện các triệu chứng khó thở, gia đình mới cho nhập viện và được chẩn đoán viêm phổi cấp. Cháu ở nhà là các cháu cứ khậm khạch ho, thì bố mẹ cháu cho đi khám thì là bác sĩ bảo rằng là cháu bị viêm họng, thế là cháu uống thuốc ở nhà mất 3 ngày. Nên là 3 ngày cháu không biến chuyển, thế là cháu nên là từ hôm qua nay là cháu cắt hẳn cơn sốt, mà ho cháu cũng giảm bớt được nhiều. Theo các bác sĩ, ở giai đoạn đầu nhiễm bệnh, trẻ có thể đột ngột sốt cao, đau đầu, đau họng, lạnh toàn thân, ho, chán ăn. Sau đó khó hít thở và tiêu chảy nhẹ, nên việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời cũng như phòng bệnh hiệu quả cho trẻ là điều rất quan trọng. Thì các cái triệu chứng nặng nề hơn đó là viêm phổi là một cái điển hình nhất, thì chúng tôi có một cái tam chứng cổ điển của viêm phổi, đó là ho, đó là sốt, đó là thở nhanh. Đấy, và như thế thì khi đã viêm phổi rồi thì dứt khoát là ta phải đến khám các cái cơ sở y tế chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa nhi, thì chúng tôi sẽ có những cái hướng điều trị thích hợp cho tùy từng bé. Để chủ động phòng bệnh, các bậc phụ huynh cần đảm bảo vệ sinh cá nhân cho trẻ, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày, vệ sinh môi trường, cần cho trẻ ăn uống đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng, ăn cân đối các nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất, tránh ăn uống những thức ăn để lâu trong tủ lạnh. Đặc biệt khi thấy trẻ có những dấu hiệu bất thường thì nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để có hướng điều trị sớm, không tự ý điều trị tại nhà. Thưa quý vị, từ tháng 6 này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã bước vào kỳ nghỉ hè. Để bảo đảm an toàn cho các em khi tham gia giao thông, Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với các trường học tăng cường tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức. Trong một năm qua, Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận triển khai quy chế phối hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông trường học. Trong đó tổ chức 52 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông cho gần 50.000 giáo viên học sinh, tổ chức tọa đàm an toàn giao thông trong trường học, ký cam kết và triển khai thực hiện mô hình cổng trường học an toàn giao thông tới các trường học, qua đó nâng cao ý thức về chấp hành an toàn giao thông đối với cả học sinh và phụ huynh học sinh. Trong dịp hè, công tác tuyên truyền về luật giao thông đường bộ vẫn được đẩy mạnh. Thì công an quận đã chủ động tham mưu cho Ủy ban quận và đặc biệt là phối hợp với Phòng Giáo dục, chúng tôi đã có thông báo cho đến tận như là ban giám hiệu, đến thông báo cho các phụ huynh, các học sinh ký cam kết trong thời gian nghỉ hè là về như là chấp hành nghiêm về cái luật giao thông. Thế và chúng tôi cũng tăng cường công tác xử lý đối với các trường hợp vi phạm để làm sao cái công tác này đi vào nề nếp trên địa bàn quận Hồng Bàng. Cùng với thành lập nhóm Zalo giữa Công an quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận để thông báo các quy định mới, trao đổi các nội dung về tình hình trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn quận nói riêng, Công an quận Hồng Bàng và Phòng Giáo dục Đào tạo quận tăng cường phối hợp hướng dẫn học sinh tham gia giao thông đúng luật giao thông để các em có mùa hè vui tươi, an toàn, bổ ích. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía bắc thành phố nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phía nam thành phố nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%.
Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4.